Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Đến với cái video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh em cái con máy đánh bài có cấu hình mắt rất là mạnh trên thị trường, rất là mạnh nha, là rất phù hợp với những anh em nào chơi những cái chỗ mà đòi hỏi tốc độ phải nhanh thì anh em có thể sở hữu cho mình cái con máy này nè, chơi rất là ok. Đây chú bác anh em, đây là những cái con máy đánh bài có cấu hình mạnh này. Đây là con máy đánh bài CVK 700 và cái con máy đánh bài CVK 680, và đây là hai cái con máy đánh bài có cấu hình mạnh nhất thị trường hiện giờ đó. Bây giờ tôi sẽ cho anh em hai con hai loại máy này. Đây là con máy 680 ha, và con này là cái con máy CVK 700. Cả hai con này á thì nó vẫn được thiết kế trên con iPhone 8 nữa thôi đó, thiết kế trên những cái con điện thoại mà quen mắt với người dùng nên nó là anh em chơi sẽ ok hơn. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em con máy đánh bài CVK 700 đi, coi thì nó như thế nào. Nó là máy đánh bài vậy thôi chứ anh em có thể gắn sim, nghe gọi, lên mạng, xem phim, nghe nhạc hoàn toàn như một chiếc điện thoại bình thường nha, nên nó là khả năng ngụy trang của nó rất ok. Hơn nữa cái máy này được bảo mật cực kỳ cao, chỉ có những người có mật khẩu á là mới đăng nhập vô cái phần máy đánh bài được thôi, còn người không có mật khẩu thì cho dù có cầm lên cũng không có gì là bất thường ở đây hết, nên là anh em không phải lăn tăn gì vấn đề là có người cầm cái điện thoại của anh em mà có thể vào được phòng máy đánh bài, là nó chỉ nói là không có nha, nên là anh em hoàn toàn yên tâm đi. Cái máy này hỗ trợ cho anh em rất là nhiều loại bài nha, bài liêng này, bài cào, bài binh, sập sám, ngầu hầm, xăm lóc hay là poker đều hỗ trợ hết cho anh em, nên đó là anh em tha hồ mà lựa chọn để mà cài vào trong máy này mình chơi nha. Bây giờ tôi sẽ mở máy lên và thử cho anh em. Anh em mua máy ở chỗ nào cũng vậy thôi, mua ở chỗ cái cơ sở của tôi hay là ở những cái cơ sở khác cũng vậy, là việc đầu tiên á là anh em nên kiểm tra cái uy tín chỗ cái đại lý anh em mua như thế nào. Tiếp theo á, thì anh em phải kiểm tra cái tốc độ của cái camera của cái máy này, nó có nhanh, nó có nhạy, nó có phù hợp với chỗ anh em chơi hay không nha. Đó, bây giờ tôi sẽ mở máy và lên và thử cho anh em. Anh em muốn được chơi được máy đánh bài là bắt buộc phải luôn được bài của mình vào nha anh em, luôn được bài của mình vào thì mới chơi được, chứ không phải lấy bài chợ mà chơi. Bài này á là giống 100% so với bài ngoài chợ, nên nó là anh em hoàn toàn yên tâm trong quá trình mình chơi thì không có cái gì là đang thích đây hết. Đó, bài này là giống 100% so với bài ngoài chợ nha. Đó, là nên nó là anh em chơi sẽ rất là ok. Đó, bài là bài rất là cứng và nó rất là giống bài chợ nha. Đây, giờ tôi sẽ thử cho anh em đi. Kiểm tra cái tốc độ của cái máy nó có nhanh nhạy hay không ha. Đó. Bài thì giống 100% bài chợ. Bài đây cũng vậy. Đó, bài nó vuông hết nha. Bộ kia là bộ bài kính, đây mới bộ bài máy nè. Đó, giống 100 nha, bài rất là cứng. Ra tiêu xanh luôn. Chỗ anh em chơi là bài nào đặc thù của vùng miền á thì bên cơ sở tôi vẫn có, còn nếu không có thì anh em cứ gửi cái mẫu đó lên cho bên cơ sở của tôi sẽ in theo làm cái mẫu cho anh em nha. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái con máy này. Mua máy chỗ nào cũng vậy thôi, anh em nên kiểm tra cái chỗ cái camera có nhanh hay không nè.
Để bài xòe là gì vẫn đọc hết, không vấn đề gì. Để ngang, để dọc thì đều báo hết. Đây là cái dòng máy đánh bài cao cấp nên nó là tốc độ nó cực kỳ nhanh. Thấy không? Đó. À, tốc độ nó rất là nhanh. Để ngang, để dọc đều báo hết nè. Đó, đây là cái dòng máy đánh bài có cấu hình mạnh, được nâng cấp với cái phần camera lên nên nó là nó trang bị một cái siêu camera bóng đèn hồng ngoại ở cái full lên sườn này, nên nó là anh em cầm bài trong tay bạn báo này ha, rất là ok. Đây là cái chức năng chỉ có những dòng máy đánh bài cao cấp mới có thôi ha. Chỉ có những dòng máy đánh bài cao cấp mới có. Báo rất là nhanh đúng không? Giờ tôi sẽ thử cái tốc độ của cái máy nãy giờ tôi thử rồi đó. Giờ tôi sẽ thử cái độ chuẩn xác của nó thử như thế nào này. Đúng không? Báo là một chuyện nhưng mà chuẩn xác hay không là một chuyện đúng không? Để bài xuống này, anh em cắt bài ra này. Nó rất là tự nhiên. Là máy nó báo vị trí thứ ba và anh em biết chắc chắn cái tụ thứ ba sẽ lớn nhất này. Đối với môn bài liêng thì máy có nhiều chế độ chơi. Đây là thực sự đây là môn bài liêng nha, thử cho anh em báo tụ lớn thôi. Còn áp dụng vô chỗ anh em chơi có nhiều chế độ để cho anh em áp dụng vào trong chỗ mình chơi. Ví dụ như là chế độ báo một nhà lớn, báo hai nhà lớn hay chế độ báo lời lỗ. Lời lỗ thì không cần đối với cái bộ môn bài liêng rồi. Và chế độ bỏ lá. Thấy không? Bây giờ tôi thử cho anh em chế độ bỏ lá này. Chỗ này mà anh em chơi chế độ bỏ lá được thì chơi rất là ok. Đây, giờ tôi thử chế độ bỏ lá cho anh em xem. Anh em có để bài xuống này, cắt bài ra thì máy nó sẽ báo. Máy nó báo bao nhiêu thì anh em chỉ cần bỏ bấy nhiêu thì mình chia chắc chắn của mình sẽ lớn nhất. Ví dụ như ván đây là máy nó báo vị trí đầu tiên sẽ báo 1 thì mình bỏ đi 1 lá này, chắc chắn là chia mình sẽ lớn nhất này. Mình chơi máy thì là đúng sự chỉ dẫn của máy thì chắc chắn mình sẽ giành lợi thế hơn trong sân chơi của mình nha. Đấy không? 7 nút báo rất là ok nha. Ví dụ như trong quá trình mình chơi có người ra người vào thì mình có thể dùng phím tăng giảm âm lượng này để tăng giảm số người chơi. Đó, 5 người nè, 5 người thì mình chia đúng âm tụ nha. Anh em để bài xuống này, cắt bài ra. Thấy không? Tụ thứ hai lớn. À, xin lỗi, báo đứa hai thì mình chia bỏ lấy hai lá này là mình chia chắc chắn mình sẽ lớn nhất. Chỉnh 5 người chia đúng 5 tụ cho tôi nha. Đó, thấy không? Báo rất là ok và chuẩn nha. Đó, rất là ok đúng không? Đây là đối với những anh em nào mà cho được chỗ anh em mà chơi chữ sầm sới đó, mà cho được bỏ lá thì mình chơi như vậy. Còn những chỗ mà không cho được bỏ lá, bỏ cây đó thì mình phải dùng chế độ này nè. Đây mình sẽ dùng chế độ báo hai nhà lớn để mình chơi. Khi nào anh em có nhu cầu muốn sở hữu cái máy này thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi và ghé qua trực tiếp với cơ sở gần chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình cứ vào và mình cứ test máy thoải mái, được thì thấy phù hợp với chỗ mình thì mình lấy về xài, không thì thôi, không có gì hết ha. Với cơ sở của tôi là cung cấp tất cả các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi luôn, từ bầu cua này, tài xỉu, sóc đĩa cho tới những cái bản hack game và cung cấp quy luật game trên di động là đều có hết nha. Anh em cần cái gì thì cần liên hệ trực tiếp thì sẽ có nhân viên tư vấn và hướng dẫn cho anh em nha. Quay trở lại cái clip này, giờ tôi sẽ thử qua chế độ là chỗ anh em chơi không được bỏ lá thì mình sẽ dùng chế độ này nè, là chế độ báo hai nhà lớn nè. Máy nó báo cho anh em biết hai cái nhà lớn nhất là bốn lớn nhất và ba lớn gì nè, là mình chia nè, chắc chắn mình cứ chia bình thường thôi, nhưng mà mình biết chắc chắn ván này là mình nhỏ rồi, mình không cần đua làm gì ha, không cần đua làm gì, mình chỉ cần tốn tiền gàn, không tốn tiền đua nha. Thấy không? Báo nhà hai nhà kia đó, đó. 4, 3 này, 4 lớn nhất và 3 lớn gì, nó rất là chuẩn nha. Thấy không? Với chế độ này thì mình tuy là mình không có được tuyệt đối để ra bằng thắng, nhưng mà cũng hiệu quả rất là nhiều. Là mình biết là khi nào mình lớn, khi nào mình nhỏ nha. Nhỏ thì mình đâu có đua làm gì, đâu ngu đâu ha. Còn người lớn á, thì mình là cứ chơi hết cỡ. Ví dụ nó báo vị trí đầu tiên á. Đó, thấy không? Nè, đây nè.
Đấy không? Đó. Ví dụ như mình biết nó báo có vị trí thứ một của mình á, là mình sẽ lớn gì nè. Là mình biết của mình của vị trí của mình sẽ lớn gì. Thì mình chia. Mình chia bình thường thôi. Khi nào mình thấy mình thằng này này nó bỏ rồi đó là mình biết của mình lớn như lớn. Đó, mình chỉ có 5 nút thôi. Đó, 2 1 nè, 2 lớn nhất còn 1 lớn gì thấy không? Đó rất là ok. Trên máy thì nghĩa là đúng sự chỉ dẫn của máy thì mình sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Khi nào mình thấy mình lớn thì mình biết mình lớn, nhất là mình cứ chơi hết thả ga. Khi nào mình thấy nhỏ thì mình chỉ tốn tiền đậu thôi, không cần tốn tiền đua nha. Mình tăng giảm người chơi rất là dễ thôi. Đó, 6 người chơi nè, để bài xuống nè. Ha. Đó. Ha. 4 lớn nhất và 6 lớn nhất ha, các bạn nè. Đó. Đó, 26 nè. Coi thử bác có đúng hay không nè. Chơi máy thì đúng sự chỉ dẫn của máy thì không chặt vào đâu được hết nha. Đặc biệt là chơi môn bài liên này chỉ có 3 cây thôi, không phải chia hết như là một môn bài sáng. Đó, rất là chuẩn nha. Đó, 26 nè, hiểu không? Đó rất là ok. Đó, đây là cái bộ môn bài 3 cây thôi, còn cái bộ môn 6 cây hay là 13 lá thì vẫn chơi rất là ok nè. Cái dòng máy nó bài CVK 700 này là cái dòng máy chuyên để cho những anh em nào mà chơi cái bộ môn bài binh, binh 6 lá hay là binh 13 lá gì đó, lấy con máy này về xài rất là ok. Nè. Đối với những cái dòng máy đánh bài tầm thấp thì anh em đã chơi, ví dụ như những anh em nào mà chơi cái bộ môn bài binh 13 lá thì anh em biết, hoặc là chơi bài cào chơi 17 tụ đó. Thì khi nào anh em chơi được, muốn chơi á, là bài xong để tay con cắt ra thế này nè. Muốn máy nó báo được, cái thế này đâu, tất nhiên là đâu báo được đâu. Muốn báo được thì anh em phải chặt bài lại thế này, để bài lại thì nó mới báo. Đó, những anh em đã chơi cái dòng máy đánh bài tầm thấp á là anh em biết cái cảm giác đó rồi. Rất là thừa, thao tác nó rất là thừa và rất là dễ lộ nha. Còn đối với con máy này thì anh em chơi thì anh em chỉ cần để bài xuống máy đọc và anh em cắt bài ra, không cần chặt bài lại thì máy nó vẫn báo được cho anh em kết quả. Đây là cái phần nâng cấp của phần mềm. Đó, nãy giờ tôi nói phần cứng ở đầu với phần camera rồi ha. Còn cái phần mềm ở đây là nó tăng nâng cấp lên cái phần mềm, tốc độ nhanh nhạy hơn và cái có những cái phần mềm mà cải tiến hơn, đây nó là anh em sẽ dễ chơi hơn và kín đáo hơn ha. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em đi. Thử cho anh em cái áp dụng vô chơi là cái bộ môn bài binh 13 lá. Anh em chỉ cần để bài xuống này, máy nó sẽ đọc và anh em cắt bài ra thì nó sẽ báo này. Không cần phải chạy bài lại nha. Để bài đây. Cắt bài ra này. Thấy không? Đó, để bài đây này. Cắt bài này. Đó. Máy nó báo vị trí thứ ba này. Là chắc chắn cái vị trí thứ ba sẽ lớn nhất này. Đó, cái tốc độ nó rất là ok đúng không? Để bài xuống, cắt bài thế này là không cần chặt bài lại thế này thì chơi rất là ok, rất là ngon. Đó là biết chắc chắn vị trí thứ tư lớn nhất này. Chia thử nha. Cái bộ tất nhiên cái bộ môn bài binh này thì không hỗ trợ tuyệt đối như là cái bộ môn bài như cái bộ môn bài cào hay là bài liêng, chia xanh đến nút là được. Còn cái bộ môn bài binh này á thì máy nó chỉ hỗ trợ cho anh em tầm 85-90% là cái tụ làm cái được chế độ bài lớn. Còn với dự 10-15% còn lại do đường binh của mỗi người nha. Anh em có bài đẹp mà binh dở bạn thua bình thường thôi, không vấn đề ha. Đây là ví dụ như bán đây là máy nó báo vị trí thứ tư lớn nhất này. Đúng hay không nha? Anh em có thấy coi, đây có gì đây? Đây chỉ có cái cù sáng hả? Thùng sáng. Đó, gia đình bên của anh em đấy. Giờ bên sang đây. Dương hay Thủ và gia đình bên của anh em.
đúng không? Giờ nếu mà lấy đường này thì bên theo này 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 mình tương đối thôi nha. Còn tất nhiên là anh em có nhiều đường binh tôi binh như vậy thôi ha. Tôi giờ hết tổ khác cho anh em xem này, coi đúng hay không này, máy nó báo được tí là tư đơn nhất. Cái gì đây? Bạn đi sẵn ba đôi à? Sẵn ba đôi này. Tao tôi bên hết để cho anh em xem nè. Và này cũng sẵn ba đôi luôn. Rồi, tủ cuối cùng này. Máy nó báo cho anh em vị trí thứ tư lớn nhất nha anh em. Đây vị trí này, có thử tính anh em sao lại đúng hay không nha. Rồi, tủ cuối đây coi có gì đây. Và để sẵn ba đôi luôn à, tôi giống nhau cái gì. Ba nhà sẵn ba đôi ghê vậy. Đó anh em thì thấy nha, anh em tự sao là kết quả đó, máy báo vị trí ra lớn nhất này có cái đúng hay không này, đó rất là chuẩn nha. Rồi anh em nào có nhu cầu muốn lấy cái máy CDK 700 này về sai thì nhanh tay liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình 079 791 843, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em nha. Máy này thì nó hỗ trợ cho anh em chơi rất là nhiều, tôi không có thời gian để thử hết cho anh em, nên nó là anh em có thắc mắc hay không hiểu gì á thì cứ liên hệ thì tôi sẽ tư vấn thêm cho. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.